với một điều kiện là phải làm theo giáo lý Đức Thầy như nãy anh Tư ở Úc Đàn, nhất quyết là phải làm theo Thầy chứ không làm khác được. Thầy mình là một vị cổ Phật lâm phàm đã được sự quỷ quyền của Đức Thích Ca Mâu Ni để dạy, mà Đức Thầy mình là đại diện trong thời kỳ mạt pháp. Tất cả những gì Thầy dạy trong cái pháp môn Phật giáo Hòa Hảo đó hoàn toàn là khế hợp cho căn cơ chúng sanh thời kỳ mạt pháp, mà hoàn toàn là chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Cho nên mình không cần phải nghe theo ai hết, chỉ theo Thầy là được. Thời kỳ mạt pháp này độc đáo lắm quý vị. Cho nên nếu mình sơ hở một chút xíu mà mình không có chủ tâm á, không có là cuối cùng mình đi theo một cái sự là mê tín dị đoan rất là nhiều. Hiện giờ không phải riêng ở đây mà ở trên An Giang cái vùng xứ đạo đó là mê tín dị đoan là nó trên dưới là 70%, lại là xin xăm bối tốn rồi coi giải hạn gì tùm lum hết trơn. Mấy cái chuyện này Thầy đâu có dạy đâu mà làm, đám ma rồi coi ngày coi giờ đủ thứ hết, vân vân nha. Thì cũng có cái nhân duyên rất là đặc biệt. Thì thật ra thì trong cái thời gian gần đây đó thì Đệ Long cũng có một cái nghiệp bệnh cũng nhiều, do vậy mà ít có đi tới đi lui được, nhưng mà cũng nghe ngóng cũng chạnh lòng lắm quý vị. Ở dưới này đồng đạo mình đó là cũng khổ công tạo dựng một cái đạo tràng để cùng tu, mà có một điều đáng thương là ở dưới này không có người dìu dắt, cho nên nhiều khi nằm ở nhà cũng chạnh lòng lắm, muốn đi mà lực bất tòng tâm quý vị ha. Thì cái gì cũng có cái nhân duyên, đạo Phật là cái đạo nhân duyên. Hữu duyên thiên lý thì năng tiên ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, không duyên người vô gặp ngàn lần cũng xa. Cho thời gian trước thì Nam Long xuống đây thì quý vị mình thấy giống như cái xứ nhà rồi, quê hương thứ hai rồi. Nhưng tự nhiên cái nó bệnh tới 5-6 năm nay không có xuống nữa. Đó, có nhiều người cũng đáng thương lắm, hỏi Nam Long giờ còn tu không? À, hằng sao rồi? Người ta cũng quan tâm thôi chứ không có gì. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng là một cái ngày định kỳ hàng tháng tại một cái đạo tràng. Vậy thì hồi sáng tới giờ á, tôi nghe nói là giảng viên rất là đông như là ba vị rồi, anh Năm Tiết, rồi nãy là anh Năm Đạt nữa, rồi lát nữa đây còn anh Tư Phương nữa, còn Năm Núm nữa kìa. Bữa nay giống như cái duyên hội ngộ hay quý vị. Thì quý vị mình nghe pháp cũng rất là nhiều. Thì tất cả những cái pháp môn mà Thầy chỉ dạy đó đều có cái công năng để chúng ta tạo lên một cái nhân duyên rất là đặc biệt, để chúng ta nối liền với Phật pháp, để chúng ta một ngày kia chúng ta trở về một cái nơi an lạc của Đức Phật. Thì tuy nhiên tùy theo trình độ căn cơ của quý vị mà phù hợp những pháp môn nào thì tu pháp môn nấy, mà với một điều kiện là phải làm theo giáo lý Đức Thầy như nãy anh Tư ở Úc Đàn, nhất quyết là phải làm theo Thầy chứ không có làm khác được. Thầy mình là một vị cổ Phật lâm phàm đã được sự quỷ quyền của Đức Thích Ca Mâu Ni để dạy, mà Đức Thầy mình là đại diện trong thời kỳ mạt pháp. Tất cả những gì Thầy dạy trong cái pháp môn Phật giáo Hòa Hảo đó hoàn toàn là khế hợp cho căn cơ chúng sanh thời kỳ mạt pháp, mà hoàn toàn là chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Cho nên mình không cần phải nghe theo ai hết, chỉ theo Thầy là được. Thời kỳ mạt pháp này độc đáo lắm quý vị. Cho nên nếu mình sơ hở một chút xíu mà mình không có chủ tâm á, không có là cuối cùng mình đi theo một cái sự là mê tín dị đoan rất là nhiều. Hiện giờ không phải riêng ở đây mà ở trên An Giang cái vùng xứ đạo đó là mê tín dị đoan là nó trên dưới là 70%, lại là xin xăm bối tốn rồi coi giải hạn gì tùm lum hết trơn. Mấy cái chuyện này Thầy đâu có dạy đâu mà làm, đám ma rồi coi ngày coi giờ đủ thứ hết, vân vân nha. Bây giờ kính thưa quý vị, thôi bây giờ thời gian không có, bây giờ nói hoài không có hết đâu. Cái việc Phật pháp thì nó rất là nhiều, mà thời gian thì nó có hạn, cho nên lâu lâu đó chúng ta gặp với nhau, chúng ta ôn lại giáo lý của Đức Thầy để làm chi? Để chúng ta dìu dắt với nhau đi cho đến nơi đến chốn. Vậy thì
trong một cái giờ ngắn gọn mà ban tổ chức sắp xếp cho phép để Long đến đây để gặp gỡ quý vị giáo viên trong ngày hôm nay đó, thì quý vị cho phép để Long nói một cái đề tài nào? Một là nói cái đề tài nào theo quý vị cho biết, hai nữa là quý vị có hỏi cái gì trong giáo lý Đức Thầy mà quý vị mình cảm thấy cần phải hỏi, mà nếu mà tôi trả lời không được thì tôi xin thiếu chịu, chứ không có gì khó, phải không quý vị? Tại vì thầy mình mà mình đâu có biết hết được, không có biết hết được đâu. Còn nếu quý vị mình không có hỏi cái gì thì mình khuyến khích với nhau trong cái đạo tràng thôi. Dạ. Hồi trước thì mình cho ăn mấy cái món khô quẹt thì quen rồi, bây giờ cho ăn khô quẹt nó ăn không nổi đâu. Dạ. Thật ra thì cái việc tu á, và cái việc tu của mình ở đây đó, tất cả cô bác mình đến đây là những người có duyên sâu với Đức Thầy. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Đúng không? Mình có duyên với ông Phật cho nên mới đến cái chỗ Phật Pháp để mình nghe Pháp, rất là đặc biệt. Vì vậy thì cái duyên đó chúng ta đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này chúng ta mới gặp với nhau trong cái môi trường đạo đức như thế này. Chứ còn không có duyên rồi đó ha, là mình nghe thế nào mà cho mình cũng không có tu chứ. Đó là vậy. Vậy thì giáo pháp của Đức Thầy dạy rất là nhiều, nhưng mà cốt lõi lại là cái gì? Học Phật tu nhân, phải không quý vị? Học Phật tu nhân là gì? Tức là mình nghe lời những cái gì mà ông Phật ông dạy để mình tu, nói cho dễ hiểu á. Chứ bây giờ chẳng hạn như thầy dạy trong cái pháp môn tỷ những nhân đạo, cái đó hỏi ai dạy? Phải ông Phật không? Phải. Mà mình nghe lời ông Phật để mình tu nhân, gọi là học Phật tu nhân, chứ có gì đâu. Thì cái chương trình tu nhân của Đức Thầy rất là siêu sức, rất là siêu sức. Mà nhiều khi đó mình quên lãng, mình lo làm những cái chuyện đó, mình muốn là đi nhón gót không à. À, mình muốn đắc đạo mau trong một ngày hai ngày, hoặc là linh thính thế nào đó, không có được. Giống như mình tu bây giờ, giống cũng như là mình là học ở trong trường phổ thông vậy đó. Mình muốn qua bác sĩ, kỹ sư gì đó, mình phải có một cái bằng phổ thông, phải thi từng bước lên, nó đậu được những cái bằng cấp đó rồi chúng ta mới qua bên kia mới được nghe quý vị. Chứ khi không, bây giờ mình không có cái bằng phổ thông, mình thi ra đại học ai cho, phải không? Thì cũng giống như thế đó, học Phật tu nhân. Mặc dù mình nói một câu gãi gọn đơn giản, giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là học Phật tu nhân, nhưng mà hàm chứa biết bao nhiêu tinh hoa. Tất cả những yếu tố trong đó là hoàn toàn đủ điều kiện để chúng ta lập trình mà tu hành và đắc được tất cả các quả vị mà theo cái căn cơ chúng ta đã mong muốn. Cái độc đáo vậy. Chẳng hạn như bây giờ sáng giờ các bác mình đến đây niệm Phật, mà mình phải biết mình niệm Phật để làm cái gì, phải không? Ai kêu mình niệm Phật thì tôi niệm, nhưng mà tôi không biết niệm để làm cái gì. Nó là vậy. Cũng như mình làm ruộng, có kêu mình làm ruộng để làm cái gì, mình phải biết có câu trả lời thích đáng. Tại do vậy mới gọi là mình tu theo chánh tín, phải không? Vậy mà niệm Phật niệm sao trúng cách nữa mới được. Đó là vậy. Thầy dạy rất là nhiều cái chương trình niệm Phật trong giáo lý Đức Thầy, nhưng mà niệm sao trúng cách mới là quan trọng. Còn mình niệm Phật mà không có trúng cách là giống như mình niệm suông thôi, mình niệm cho mình phe là mình niệm nhiều thôi. Giống như bây giờ cô bác mình niệm Phật sáng bây giờ lắc đỡ ra xong cái mình ra sao mình dùng cơm, mà mình ăn cơm mình thấy cái món ngon á thì mình ăn nhiều, món không ngon thì mình ăn ít. Còn ngược lại mình ăn không vừa khẩu vị của mình cái mình cằn nhằn, đầu bếp bữa nay nấu cơm gì đâu mà ăn không ngon, chân nhão sống gì đó, đồ ăn mặn chát. Hoặc là đi người ta đá chiếc dép văng ra cái mình cằn nhằn đi niệm Phật, đá dép không coi chừng có đỡ chân, như vậy niệm Phật như vậy là không có đúng có cách, phải không? Đơn giản thôi, mấy cái chuyện lặt vặt cái gì mình làm không xong nữa, mình đi về niệm Phật sao nổi. Mình thấy đi muốn làm giàu còn phải trần thăng, phải không? Mà mình từ một cái con người phàm phu tục tử đầy dẫy những sự mê lầm, chẳng những hồi kiếp này mà còn nhiều tiền kiếp trước nữa, mà kiếp này mình giác ngộ tu hành đồng nghĩa với là mình cắt đứt những cái sự luân hồi sanh tử, cho nên mình quy y theo đạo Phật để làm chi? Để mình giải thoát sanh tử luân hồi, không còn luân hồi sanh tử nữa. Mà mình muốn như vậy, từ một con người phàm phu mê muội không biết gì hết mà muốn trở thành Phật tiên thần thánh không phải là chuyện dễ. Nó phải làm sơ sơ cái hưởng được đâu, phải không? Mình làm giàu cả đời người còn làm chưa được. Tuy mặc dù không phải dễ, nhưng mà không phải là không có cách. Có cách, nếu chúng ta làm đúng sẽ thành công, phải không quý vị? Vì vậy thì cái yếu tố đầu tiên con người tu là phải biết
cái cách tu. Mà cách tu của thầy dạy mình ở đâu? Trong tông chỉ hành đạo. Cách tu hiền và sự ăn ở của người bốn đạo. Phải không? Nếu bây giờ chẳng hạn như một cái đám làm tuần, hai cái đám giỗ, hai cái đám tang, cái chỗ nào, cái lễ nào mà nó liên quan đến tôn chỉ hành đạo, chúng ta lật ra chúng ta coi làm cho chúng, chứ không có cãi giả nhau. Người nào mà làm mà sai tôn chỉ có nghĩa là không đúng cách, mà không đúng cách có nghĩa là việc làm nó không thành công. Phải không? Mà mình làm cho nhiều thì cực khổ cái công mình thôi chứ được gì đâu. Mà hiện giờ ở trên cái vùng trên đó, trong cái huyện Thoại Sơn của tôi đang ở đó, là có bốn cái nhóm làm khác nhau hết, ngồi đó. Mà bây giờ thời kỳ mạt pháp làm như không ai chịu ngồi lại để nghe ai chân bảnh ai để làm đó, cuối cùng rồi nó chia năm xe bảy hết trơn. Cho nên không có còn cái thuần tí của Phật giáo hòa hảo. Đó, Phật giáo hòa hảo là gì? Tức là thuận thảo và tốt đẹp. Chứ hòa hảo là thuận thảo và tốt đẹp. Mà mình tu trong đạo Phật giáo hòa hảo, mình không thuận thảo không tốt đẹp gì hết. Như vậy đừng có nói làm con người bình thường chưa rồi, nó đừng nói làm Phật làm tiên gì, đúng không? Đi cầu nguyện cũng vậy, đi lại đi cầu nguyện tôi thấy đi gần mà người nào cũng không có hiểu gì hết trơn, toàn là cãi với nhau không, với ăn ngon ăn dở, ngon dở không vậy trời ơi, hỏi vậy đó được cái gì đâu mà, đúng không? Nói mấy cái lặt vặt đó mà không rồi nữa, nói cái vụ gì nữa. Giống như bây giờ mình đi vô đạo tràng chỉnh lễ cũng vậy, khăn nón chỉnh tề, gió sách gì đó để xuống, chắp tay nghiêm chỉnh, tóc tay dán nó khéo đàng hoàng, rồi mình chỉnh lễ cho trang nghiêm. Có đâu mà đi vô mà cái vỏ sách từ cặp nách vậy, kính để phải phẹo vậy đi sao được. Nó nếu ông Phật ông ngồi ông thấy vậy sao được, đúng không? Mà mình nói mình tu mấy chục năm cơ mà, mấy cái đơn giản. Ở bên này lâu lâu xuống lần nói mấy cái cạn cạn cái đích thôi. Dạ. Đó là ý em cháu muốn nói là đúng cách. Tức là mọi việc làm gì của mình cũng phải cho nó khích khao, nó đúng nhân cách của một người đạo, như vậy mới được. Phải không quý vị? Ừ, mà này bà đạo. Giống như bây giờ vợ chồng bữa nay mình đi niệm Phật, chồng ở nhà đó mà mình đi niệm Phật, tức là người ta đã đồng tình cho mình đi niệm Phật, có nghĩa là đi là một cái nơi tốt đẹp chứ gì. Nhờ vợ tôi đi niệm Phật cho nên thời gian gần đây nó có cái sự là biết quan tâm gia đình, biết nhường nhịn tôi, đúng không? Ta quan nghinh. Coi giờ ta đưa mình đi niệm Phật, ta nhà ta lo việc nhà, về nhà ta nói một câu mình nhịn không được, mình kênh lại. Như vậy đâu có được, phải không? Nó sai rồi, không có trúng. Cái người đạo là phải chịu thiệt thòi, thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo gây gỗ là trái thiết từ bi, mà mình đi niệm Phật về mình cãi lộn, mình gây lộn với chồng với dâu với con hoài sao được, đúng không? Mấy cái lặt vặt thôi. Nhiều người đi một ngày 7, 8, 10 đám mà về nhà đó dọn chén ra hay trẻ chút cằn nhằn dâu mình, thất bại dữ lắm nghe quý vị. Không nên như vậy. Nếu mình chấp nhận mình đi làm đạo là về phải buông xả hết. Buông xả không có nghĩa là mình không biết, mình biết, nhưng mà mình sắp xếp làm sao cho gia đình mình trong ấm ngoài im. Đó là những cái chuyện đối nhân xử thế, chuyện lặt vặt trong cuộc đời đạo của mình, chứ chưa nói tới cái vụ tâm tánh. Hồi nãy ông Út ông nói trao tâm tánh cho mình, cái đó là nó tới cái sau nữa ha, từ từ tính tới cái đó. Rồi những cái lặt vặt đối xử với nhau nè, làm sao đừng chia rẽ nhau là tốt. Vậy thì muốn không chia rẽ, nó có một cái tiếng nói chung bằng cách là chúng ta phải nghiền ngẫm, học hỏi, tìm hiểu những pháp môn mà thầy dạy. Và thầy dạy cái gì? Tôn chỉ hành đạo là cách tu hiền và sự ăn ở của người bốn đạo. Mà mình tu không có trúng theo cái tôn chỉ hành đạo, tức là đâu có trúng cách. Mà không trúng cách rồi mới tàu người này mới ý này, người kia mới ý khác, mới cãi với nhau, mới sanh ra mít lòng, mới sanh ra chia rẽ. Còn ai cũng biết cái cách vậy, dân làm có trúng y gan vậy thôi, làm sao có sủ chia rẽ được, đúng không? Nó quan trọng là cái đó đó. Vậy thì bây giờ trở lại đây, trở lại cái chương trình niệm Phật. Niệm Phật làm sao trúng cách? Nam mô miệng niệm lòng làm sao? Lòng lành. Thì mình xét mình lòng lành chưa? Nếu mình xét mình chưa có lành thì mình về mình làm cho lành, có gì đâu khó. Nam mô cái miệng niệm thì cái lòng phải lành. Cho nên Đức Thầy mới nói là chữ Nam mô chỉ giá giữa chay, chay được tánh cho tâm mới quý. Nam mô là cái tâm. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, mà mình ăn chay là ăn những thực phẩm nó thanh đạm, nó không có sắc sanh hại mạng. Nhưng mà mình còn suy nghĩ, mình còn thèm khát cái này cái nọ, cái đó là cái tâm mình chưa có chay, đúng không?
mới có ăn cái miệng chay thôi chứ cái tâm chưa có chay. Mà chay làm sao cả là tướng lẫn tánh mà nó duyên dung với nhau, gọi là tập chay. Mà thầy thì kêu mình cái nào cũng trở về tâm chứ á. Chữ Nam Mô chỉ giá giữa chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Nó là vậy. Nó trở lại cái tâm nó quan trọng. Đó là một cái điển hình thôi, còn những cái khác cũng vậy, quan trọng là cho nên Đức Thầy mới dạy mình sao quý vị. Sự đầu tiên của người hành đạo là cái gì? Cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng gì? Ôn hòa đạo đức. Vậy thầy có kêu mình cãi lộn không? Mà tôi thấy cãi lộn vậy trời ra ngoài đó, phải không? Nếu cái tư tưởng mình mà ôn hòa đạo đức rồi thì cái hành động của mình sẽ ôn hòa đạo đức. Hành động mình ôn hòa đạo đức thì nó đem đến cái ôn hòa đạo đức cho khắp nơi, đúng không? Cho nên quý vị thấy Nam Long là đi xuống đây làm đạo từ trước tới giờ cũng là lâu rồi, nhưng mà không có mất lòng ai hết chứ. Hỏi quý vị nào cũng nhớ Nam Long chứ có ai đâu ghét. Để mình sống bình đẳng, sống chân thật, ai cũng thương hết. Miễn mình lo cho đạo được bao nhiêu mình lo, không được là thôi, chứ mình đừng có nói nó quá lời. Ví dụ như tôi hứa cái này hứa cái nọ, tôi hứa quá lời mà không làm được gì hết, cuối cùng mất uy tín, đúng không? Quý vị mình thấy để lòng không có hứa gì chứ, nhưng mà khi có điều kiện là làm. Cho nên mấy chị em, mấy anh em mà xuống đây làm là bà con rất là hoan nghênh ở cái chỗ đó, là do mình chân thật. Thì không phải chỉ riêng tôi, mà nếu đồng đạo nào mà có cái tánh chân thật tu hành như vậy thì bảo đảm quý vị mình đi tới đâu nó cũng có mọi người sẽ đón nhận thôi, phải không? Chứ bây giờ nó nhiều lắm mà nó không có hết đâu quý vị ơi. Đó, tất cả những cái việc tu hành nó rất là nhiều, nó hoài trong thời gian ngắn không có hết. Nhưng mà quan trọng mình phải không có cái nhân duyên để mình coi giáo lý, thì mình nghe mấy ông đạo á, mấy ông nhân duyên á, ta nói đạo rồi mình gà lại cái nào phù hợp, mà nó phù hợp với mình mà mình sẽ làm, mà nó phải làm sao nó đúng chân lý mới được nghe. Phải gà tới gà lui là coi chừng là nó không đúng chân lý. Cũng như bây giờ mình niệm Phật thì thầy kêu mình niệm Phật phải làm lành, mà niệm Phật mà không làm lành thì mình niệm Phật lát nữa ra rồi sát sanh hại mạng đủ thứ chân. Cái làm lành của thầy đó là làm lành sao? Hành thập thiện trừ thập ác, tức là tu nhân đó. Con người dù muốn hay dù không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo con người kêu bằng là đạo nhân, đạo của mình là đạo nhân. Và nó là con đường đi chúng thì sống, bước trật tắc chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và trừ thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh được cho thiếu nợ. Quý vị mình còn nợ làm giàu được không? Không được. Mà bây giờ mình được làm thân con người là may. Ở góc độ là nói may, nhưng mà nó bị luân hồi sinh tử. Một thời gian nào đó mình sẽ bị bệnh, già bệnh rồi chết, chứ đâu có sống hoài. Mặc dù nói may nhưng mà mình không chấp nhận, cho mình mới tu. Tu để làm gì? Để làm một cái con người khác, thay đổi hiện trạng khác. Từ một con người sống không thọ, từ con người bệnh hoạn, thay đổi một cái hình tướng khác, là được làm sao về thế giới khác, không già, không bệnh, không chết. Tức là chúng ta mới niệm Phật. Mà niệm Phật muốn về cái cõi đó, tức là mình làm giàu đó, phải không? Mà thế gian mình còn thiếu nợ, vậy được không? Ví dụ như bây giờ mình cắt hộ khẩu ở đây, mình về An Giang, mình nợ thiếu nợ ở đây, ai cho mình đi? Mình bán đất mà mình không trả nợ người ta, cho mình đi? Vậy thì cái nhân đạo phải cho tròn mà được. Cho nên thầy kêu mình niệm Phật phải làm lành ở chỗ đó đó quý vị, thấy không? Tại vì thầy dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật nó có hiệu quả. Thập thiện là hành thập thiện trừ thập ác, mười điều lành. Mà mình không làm cái đó, mình ngồi niệm Phật hoài có được gì đâu. Đừng lầm ngồi niệm Di Đà mặc ai đói khó không ra giúp chùa. Ngồi như thế niệm cho tới chết cũng không thành gì hết, mà mong Phật thì tả đột khủ sông, sang đông cứu tế qua tây độ đời, đúng không? Bây giờ mình niệm Phật ở đây mà lát nữa người ta khổ nhóc ngoài kia chăng, mình không có ủng hộ, không có chia sẻ gì chăng, sao được? Nó thiếu cái tánh từ bi, phải không? Vậy là niệm Phật không có làm lành là không được gì hết đó. Cho nên mỗi một cái việc làm, mỗi bước đi của mình phải cho vững, việc làm của mình phải cho hiểu. Bữa nay đi đến đây niệm Phật là ở nhà phải có cái lập trường sẵn để đây niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, để cho cái chúng sanh mình đừng có bị tạp niệm nữa, để cho nó thanh tịnh. Thanh tịnh để làm gì? Để cho trí sáng, để biết được những cái pháp môn mà Phật dạy là Đức Thầy, để chúng ta hành trì theo đó, để cuối cùng sao? Được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải làm cái gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị mình niệm Phật đây là nó hành pháp môn tịnh độ chứ gì, phải không? Tịnh độ là gì? Chữ tịnh là trong sạch, chữ độ
là quốc độ, là cõi nước. Vậy tịnh độ là mình tu cái pháp môn để làm sao trở về một cõi nước trong sạch và vắng lặng, nó không còn cái chuột ở trong nữa, gọi là cõi thanh đó. Vậy thì muốn về trên đó phải có những cái yếu tố gì? Giống như bây giờ tôi đi xuống dưới này, tự trên núi sập xuống dưới này phải có cái phương tiện gì? Phải có xe chuẩn bị xăng nhớt, đúng không? Ví dụ như ngày mai đi Đà Lạt phải chuẩn bị cái gì? Phải có mền, áo khoác, tại vì ngoài đó khí hậu nó lạnh lắm, không giống như trong mình. Nếu mình đi thiếu cái đó ra đó sao không nổi. Còn mình ở cái cõi phàm, mình ăn nói kiểu này được, ăn cơm tàu hũ, dưa leo, rau muống cái gì đó cũng được hết. Nhưng mà về cõi thanh thì không có. Thì bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi muốn ăn ở trên đó, về đó để thay đổi tất cả những cái đó mà mình không có được, thì mình phải tập và có cái cách để mình làm sao để coi nó hành trang để chúng ta về trên đó. Chẳng hạn như về cực lạc, mình phát nguyện về cực lạc, tức là cái ghe là mình buộc cái sợi dây mũi ở trước á, lại mình kéo về cực lạc. Mà cái dây lái đó, mình nếm đó, mình buộc đó, mình buộc ở làm sao mình không có mở, kéo đi không? Không có đi, phải không? Cái ý thì cũng về cực lạc, phăng dây hoài mà sợi dây lái không có mở, có nghĩa là mình còn ham mến nó cõi ta bà đó, phải không? Vậy thì tóm lại, mình niệm Phật là muốn vãng sanh Tây phương cực lạc với điều kiện phải hiểu tông chỉ của tịnh độ, tức là tính nguyện hạnh. Chữ tính là lòng tin, cái lòng tin tưởng kiên cố, giống như trong cái bài chánh tinh tấn của thầy dạy đó. Chánh tinh tấn dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phán đối đức tin, ta cứ quyết một đường đi tới, không nản chí. Bữa nay mình nghe gì nói đạo rồi, nghe im, tôi đang im, nghe ngày mai mốt xuống ta kêu mình làm cái khác, cái mình nghe lời theo là thua, phải không? Bây giờ nó có nhiều cái mối như vậy đó quý vị. Vậy thì tịnh độ là phải có tính, là lòng tin đó. Cái lòng tin thì dễ hiểu quá rồi, phải tin tưởng, tin tưởng đức thầy mình giới thiệu pháp môn ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, tin tưởng có giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, tin tưởng có cõi cực lạc và trên đó có đầy đủ những điều kiện, những yếu tố để cho mình được đắc đạo, hoàn toàn có lòng tin kiên cố vậy. Rồi mình có cái lập trường như vậy rồi thì ai nói gì mình đâu có nghe nữa, mình chỉ tin tưởng theo, bắt đầu mình tin mình nữa, tin mình có khả năng mình làm được không? Được. Cái gì mà mình làm không được, tại mình không chịu làm thôi. Là có lòng tin là xong, gọi là tính. Tới nguyện là cái gì? Chữ nguyện là mong cầu, là ước muốn. Mà mong cầu là nó có hai phần như tôi nói hồi nãy, cái sợi dây đó, tức là yểm ly và hăng nguyện. Yểm ly là ham muốn, mình ham muốn gì cõi cực lạc, tại vì cõi đó không có chết mà sao không ham muốn được. Còn yểm ly là chán lìa, mình ham muốn cõi cực lạc mà mình không chán lìa cõi thế gian này, làm sao mình về được, đúng không quý vị? Hai cái này phải nắm. Vậy thì mình muốn về cực lạc thì phải lập thân cõi trần, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Muốn về cõi Phật thì phải làm sao? Lập thân cõi trần, phải không? Nếu mà lập thân cõi trần, lập thân là tu thân đó, sửa mình đó. Tu thân là trong đó là sát sanh đạo tặc, tà dâm lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Vậy thì nếu niệm Phật về cực lạc mà thiếu cái thành phần này sao được, phải không? Vậy thì phải đi niệm Phật về còn cãi lộn với chồng con nữa không? Không, phải không? Hứa chắc nghe, mày móc tôi xuống đây tôi nghe có cãi lộn là thua đó. Là vậy, không có cằn nhằn chồng con gì nữa chăng á. Vậy thì mình ham muốn gì cõi cực lạc, mình phải chán lìa cõi ta bà. Chán lìa ở đây không có nghĩa là mình tự động là mình tự tử mình chết, không nghĩa là mình hủy hoại thân xác, có nghĩa là mình sống, mình có thân, có chồng, có con, có gia đình, mình phải lo cái bổn phận làm ăn, cái sinh nhai, ăn mặc bình thường nhưng mà giữ cái lòng trong sạch, phải không? Giữ lòng trong sạch lo tu hành, chứ không phải là bỏ bê công việc để cho nghèo đói thiếu hụt vân vân, mấy cái đó không có được, rồi đi xin tan không có được, khó lắm, phải không? Cho nên cái đạo thầy dạy rất là rõ ràng đó, không có cái gì làm không được chân, tại vì mình không biết thôi. Thì bắt đầu mình có hai cái đó kiên cố là tính nguyện có rồi, chỉ còn hành động nữa là thôi. Là tính nguyện hạnh, hạnh là hành động, là việc làm. Mà làm gì? Niệm Phật, sáng giờ có niệm Phật nè, còn làm lành nữa là xong, dễ không quý vị? Dễ không? Niệm Phật làm lành dễ chứ có gì đâu, mà cái chịu làm hay không đó mới là quan trọng nha. Thì bây giờ có cái là có tính có nguyện rồi, còn cái mình làm nữa là xong. Thì tới nào mất thì giảng sanh phương cực lạc chứ có gì đâu. Mà mình giảng sanh phương cực lạc có nghĩa là tuy ở góc độ mình nói chết, chứ mình gọi là giảng sanh. Giảng sanh có nghĩa là mình bỏ cái nhà cũ, mình có cái nhà mới mình ở thôi, có gì đâu phải sợ, đúng không? Ai mà tránh khỏi con đường chết. Rồi cuối cùng cô bác cùng để long để chết hết. Nhưng mà chết đây là để chi? Để chấm dứt một giai đoạn, để thay đổi một cái cuộc sống khác, bỏ thân này thay thân khác,
không có gì phải sợ hết. Có như vậy mình mới giữ lập trường vững, mình mới an lạc, mình mới niệm Phật, mình mới mong cầu giáng sanh, mới được Phật rước. Đọc đó thì chứ không có gì cầu kỳ hết. Đó. Vậy thì kính thưa toàn thể quý vị, tôi mong rằng từ đây về sau chúng ta cần phải có một cái lập trường cho vững, nhất là trong pháp môn mà học Phật tu nhân của Đức Thầy đó. Nó không có cái gì khó hiểu hết trơn á, toàn là cái từ ngữ phổ thông không mà, tiếng mẹ đẻ không mà Thầy dạy rất là rõ. Quyết dạy rằng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết, phải không? Đó là mình tu niệm Phật làm sao nó có cái sự hài hòa, thương yêu, đùm bọc với nhau, chia sớt với nhau, sống có tình, có nghĩa trước sau như một, không cự cãi với nhau, như vậy mới được. Hồi trước tôi xuống đây tôi làm đạo, trong thời gian tôi nói đạo đó là bà con ở đây đoàn kết nhau dữ lắm. Tôi nói thiệt, từ ở dưới thứ 9, thứ 10 dài lên tới trên kia là đoàn kết nhau lắm, châu bộ môn đồ. Mà tôi bật 5 năm 6 năm nay tôi thấy gì đâu mà tụp lum hết trơn rồi. Mất tiêu hết trơn rồi, không có còn đoàn kết nữa. Cũng đáng là tiếc nha. Thì bây giờ tôi hứa quý vị là đây sao sức khỏe để Lâm có rồi, cũng có điều kiện người tới lui rồi, bắt đầu sắp xếp mấy chị em cùng nhau thu xếp hành sang lên đường về Mông Cổ. Chứ không ở chung một nữa thêm khổ mà thôi. Nói vậy để mình lo đạo lại chứ, một đời một đạo đến ngày chung thân mà đâu có bỏ được, tại vì vì hoàn cảnh bệnh hoạn sức khỏe thôi, chứ thật ra nhớ cô bác mình lắm. Nó là vậy. Thì trong cái ngày hôm nay thì tôi mong rằng đồng đạo chúng ta ở đây là những cái người có duyên sâu với Đức Thầy. Mà thời kỳ mạt pháp này là tôi bảo đảm quý vị mình nó tu một tới hưởng 10 thời kỳ xá tội ha. Tu là hưởng. Thầy thương mình lắm, Thầy là Phật mà Thầy còn thề đó. Thương đời ta cũng ráng thề, miễn cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta không phải sát thân người đời. Mình thấy Đức Thầy mình thương mình không? Thương mình lắm. Thầy là Phật mà bị đủ thứ nạn ba chân cũng vì mình không, phải không quý vị? Cho nên hiện giờ Đức Thầy lúc nào cũng quan tâm tới mình, chứ mặc dù mình không thấy Thầy thôi chứ Thầy thấy mình hết hết trơn. Cho nên mình có gặp cực khổ, hoàn cảnh khó khăn mà đừng có than. Tiếng riêng than, tai nghe thảnh thót, trăm ngàn nhà bổn đạo ước mơ, Thầy nghe hết trơn. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bằng đến lòng ta, để cho Thầy đi dạo ta bà đặng giải kẻ đàn xa chưa rõ. Đức Thầy thương mình lắm, ở đâu cũng nhớ mình chứ. Có cái là mình không làm theo Thầy là Thầy không có ban thưởng cho mình được. Cô bác mình biết cái thời kỳ này, thời kỳ nào, thời kỳ cùng cuối của buổi hậu ngôn hoạt pháp, đủ thứ những cái chuyện xảy ra làm hại, làm khổ nhân sinh trong cuộc sống này. Mà mình bây giờ mình may mắn mình ở trong một cái môi trường đạo đức, giống như mình đã có một cái phao, mình có một cái chiếc phao. Mà nếu như sau này có sóng gió ba đào cuốn trôi mình không còn trong bờ nữa, mình vẫn có cái phao, tức là mình có cái đạo. Cái phao đó mình bám cái phao đó, rồi cái phao đó sẽ đưa mình vô trong bờ an toàn thôi. Bảo đảm cái gì mình không bao giờ sai chạy, tại vì ông Phật ông nói không bao giờ sai. Gắng cố gắng là phải làm một đời một đạo đến ngày chung thân chứ đừng có thay đổi. Do tu hành thương yêu hòa đồng với nhau, trợ duyên với nhau chứ đừng có bài bác lẫn nhau. Nhất là gặp với nhau cãi giả bài bác, cái này tôi chán dữ lắm, thật sự luôn. Đồng đạo với nhau mà kỳ vậy, phải không? Nó là vậy. Cho nên mong rằng đó, còn 5 phút nữa, tức là giảng viên quá nhiều, 30 phút là hết giờ. Bữa nay thì xuống đây để gieo duyên thôi chứ chưa có nói gì nhiều nghe quý vị. Hẹn lần sau rồi sắp xếp cái đạo tràng sau đó có giờ có dắt nó ổn định ha. Chuyến này giảng viên này rồi chuyến sau giảng viên sau, nó đừng có trùng trùng với nhau nữa, đơn chi nó có thời gian để mình chia sẻ trải lòng mình với nhau để hiểu với nhau. À, lẽ ra là tôi đi cái tháng rồi lần tới 30 lần, mà nghe nói tháng 30 rồi có giáo đi trung ương xuống đó, nên nán lại thôi, năm nấm lên thôi, sáng sau đi. Chuyến này rầm xuống đây tôi nghe nói có 3-4 ông giảng viên nó nói rồi kệ đi, đông nào vui chừng nấy. Thì vì vậy cho nên mới có sự chia sẻ với nhau, mỗi người đỉnh nha, chứ giờ ông nào nói cũng hay chứ á, nói đạo mà đúng không. Bữa nay tôi mang cái bầu tâm sự nhiều lắm đi xuống đây lần chi biết không, chia sẻ quý vị mình nhiều lắm, nhưng mà vì hoàn cảnh không có được trút cạn. Lẽ ra cái thời gian bây giờ chưa đủ cho tôi trút cạn hỏi thăm quý vị nữa, đừng nói đạo, chưa có gì chứ. Cho nên thời gian tôi biết ít, cho nên tôi tận dụng vừa hỏi thăm sức khỏe vừa phiến phích chút xíu đạo để lấy những cái gì cái giống liên của nay đi thôi, phải không? Chứ lẽ ra là hỏi thăm nãy giờ chưa hết đó, tại vì quá nhớ. Nhớ là vậy thôi, bây giờ đâu cũng là cái nhân duyên. Bây giờ còn 5 phút nữa nói hoài cũng đâu có được đâu, thôi ngưng đi nha.
Còn ở sao anh Tư Phương nữa? Thì Đại Long xin hứa là sẽ sắp xếp thời gian xuống đây thường thường để gặp gỡ quý vị mình và hỗ trợ hết khả năng của mình trong cái thời gian còn lại cho đến cái ngày nhắm mắt. Tại vì lo cho đạo thôi, một đời một đạo đến ngày chung thân. Thì tôi cũng xin kính chúc. Thì trước khi rời khỏi ở cái một cái đạo tràng, Đại Long cũng xin chân thành cảm ơn. Cũng có một cái lời chiếu cố đến Nam Long, thì cũng có kêu gọi xuống đây để cùng nhau bắt lại nhịp cầu xưa dang dở ha. Rồi xuống đây thì cũng có giảng viên nhiều, nhưng ban tổ chức cũng sắp xếp cho Đại Long gặp gỡ quý vị mình cũng trên dưới 30 phút. Cũng là một cái nhân duyên, đây cũng là một cái điều rất là cảm kích. Và được quý vị ngồi từ sáng tới giờ ủng hộ để cùng chúng tôi chia sẻ đôi lời đạo đức cũng là một cái vinh hạnh cho tôi. Tôi cũng chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị cùng với gia quyến được dạng sự lành và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Giờ đây xin dứt lời, Nam Mô A Di Đà Phật.